mình có mặt trên cuộc đời này, mình đẻ ra trần truồng, mình chết đi trơ trọi, có cái gì đem theo? Bà này bị khởi kiện thì tùy theo cái mức độ xúc phạm mà cơ quan chức năng người ta xử lý. Quý vị có hỏi tôi là tại sao không xử lý? Thế tôi xin hỏi lại quý vị là vì sao quý vị biết không xử lý? Luật sư Quang sẽ đề cập về một chủ đề đang nóng trên mạng xã hội, đó là việc bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn và việc bà Đinh Thị Lan cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã làm trái quy định của pháp luật, do đó bà Hằng sẽ bị bắt trở lại. Qua câu chuyện chị Hằng được ra tù này thì phải hỏi tất cả những người nghiên cứu về tội phạm học, là các bác phải nghiên cứu và trả lời dân ngay là tại sao một người tù hết án lại được cộng đồng mạng và được dân chúng mong chờ như thế. Nói đi tù thôi sợ vãi cả linh hồn, phải không mọi người? Chứ đừng có nói là ra tù mà dám ngẩng cao đầu, đúng không? Vậy nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng, cô vừa thò đầu ra phát bao nhiêu máy ảnh chụp giống như kiểu ca tụng một ngôi sao đang bước từ trong nhà đi ra. Gọi là màn trình diễn đấy mọi người. Trời ơi sao cô có thể sướng thế cô. Với một nỗi niềm nhân dân của chúng tôi, yêu chị Hằng yêu lẽ phải á, thì chúng tôi á, muốn các ông bên Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh trả lời, và Tòa án Nhân dân của tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát tỉnh Bình Dương trả lời các ông làm như vậy có sai không, có sai không và sai ở chỗ nào. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Và ngay lúc này là 16 giờ 19 phút ngày 22 tháng 9 dương lịch. Trong video ngày hôm nay, em muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn một thông tin cực kỳ quan trọng. Mấy ngày nay thì bà con cô bác mình đã chào đón cô Hằng trở về trong sự vui mừng tột độ. Bên cạnh đó, vẫn có một số cô chú không đồng tình với kết quả này. Như vậy, những người phản bác có kết quả ra sao? Liệu cô Hằng có gì những lời nói này mà trở lại một lần nữa? Trong video ngày hôm nay sẽ giải quyết cho cô chú anh chị và các bạn để cả nhà mình yên tâm hơn với sự diễn giải của luật sư Quang và diễn đàn 216. Cuối cùng trong video ngày hôm nay, em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đến với cảm xúc dâng trào của bà con cô bác khắp nơi khi hay tin cô Hằng trở về. Cảm xúc ra sao? Nỗi niềm như thế nào? Em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem hết video nhé. Và cô chú thấy video của em thật sự ý nghĩa, hữu ích, cô chú anh chị và các bạn xem nhớ để lại cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Xin chào bà con các bác, chương trình phổ biến pháp luật À Ra Thế lần này, luật sư Quang sẽ đề cập về một chủ đề đang nóng trên mạng xã hội, đó là việc bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước thời hạn và việc bà Đinh Thị Lan cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã làm trái quy định của pháp luật, do đó bà Hằng sẽ bị bắt trở lại. Chúng ta sẽ nghe bà Lan nói về việc này. Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành tỉnh Bình Dương, ông gì đó, ông Cường vậy đó, là người đã giảm án cho Nguyễn Phương Hằng là vì họ được quyền. Như vậy là sai quy định pháp luật. Tại phương, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã từng giảm án cho Nguyễn Phương Hằng mà lại giảm thêm một lần nữa trong năm, là giảm án thêm một lần nữa là ông Phan Đức Phương, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, cái người mà xét xử phúc thẩm Nguyễn Phương Hằng đã vi phạm giảm án cho phạm nhân hai lần trong năm. Dùng vụ án hả? Vụ án này, cái người xét xử vụ án này thì mới được quyền giảm án cho phạm nhân Nguyễn Phương Hằng. Chưa kể cái vụ án này đang được giám đốc thẩm. Như vậy là bà Lan nêu ra ba vấn đề. Một là lúc xử phúc thẩm vào tháng 4, tòa án đã giảm án cho bà Hằng một lần rồi. Và bây giờ cơ quan có thẩm quyền lại giảm án tiếp một lần nữa là trái với quy định của pháp luật, vì mỗi năm chỉ được giảm án có một lần. Hay là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương không có thẩm quyền giảm án cho bà Hằng và thẩm quyền này thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ba là việc bà Hằng đang có đơn của bà Lan đề nghị cơ quan chức năng xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, do đó việc giảm án cho bà Hằng trong thời gian này là trái quy định của pháp luật. Video của bà Lan rất dài, luật sư Quang chỉ tóm tắt vài ý chính và sau đây sẽ phân tích ba vấn đề mà bà Lan đã đề cập. Vấn đề thứ nhất, bà Lan đã nhầm lẫn giữa hai khái niệm là giảm nhẹ hình phạt tù lúc tòa xét xử với giảm thời hạn chấp hành hình phạt sau khi bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Bà Hằng được tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ mức hình phạt đã tuyên trong bản án sơ thẩm. Việc giảm nhẹ mức phạt này căn cứ theo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự. Còn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là căn cứ vào luật thi hành án hình sự. Do đó, hồi tháng 4 năm 2024, bà Hằng được tòa cấp phúc thẩm tuyên giảm nhẹ hình phạt và đến nay tòa tỉnh Bình Dương giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là hai hình thức hoàn toàn khác nhau. Không phải là trong một năm mà bà Hằng được giảm án hai lần. Theo quy định tại điều 38 luật thi hành án hình sự thì tòa án giải quyết việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là tòa án cấp tỉnh nơi bà Hằng đang chấp hành án. Ở đây là tòa án tỉnh Bình Dương chứ không phải tòa án nơi đã xét xử bà Hằng. Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có thể là giảm một phần hoặc giảm toàn bộ thời gian phải chấp hành án còn lại và được tha tù ngay lập tức. Vấn đề thứ hai, theo quy định tại khoản 1 điều 38 luật thi hành án hình sự thì Viện Kiểm sát cấp tỉnh nơi bà Hằng đang bị giam có thẩm quyền kiểm sát và tham gia phiên họp xem xét việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bà Hằng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát không có thẩm quyền trực tiếp đề nghị giảm án, nhưng theo quy định tại thông tư liên tịch số 02 năm 2021 thì trong quá trình xem xét hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các cơ quan, nếu Viện Kiểm sát phát hiện trường hợp nào đủ điều kiện được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhưng không được các cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì Viện Kiểm sát yêu cầu các cơ quan đó đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho. Do đó, việc truy tố bà Hằng thuộc thẩm quyền Viện Kiểm sát cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho bà Hằng là thẩm quyền thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Vấn đề thứ ba, việc bà Lan đang có khiếu nại về bản án đối với bà Hằng theo thủ tục giám đốc thẩm, đó là quyền của bà. Theo quy định tại điều 372 Bộ luật Tố tụng Hình sự thì cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền để họ xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Hiện nay, đơn từ của bà Lan gửi tới những người có thẩm quyền nhưng họ cho rằng không có căn cứ để họ kháng nghị thì bản án có hiệu lực bình thường. Chỉ khi nào người ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm cũng đồng thời họ ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án thì bản án đó mới bị tạm ngưng thi hành. Do vậy, bản án bà Hằng đang thi hành vẫn có hiệu lực bình thường. Mà bản án đang có hiệu lực thi hành thì việc xem xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù là đúng quy định của pháp luật. Nhân đây, luật sư Quang cũng thông tin thêm cho bà con là biện pháp giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù do tòa án quyết định. Ngoài biện pháp này ra thì chúng ta còn có cơ chế đặc xá thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Cơ chế này chính là hình thức tha tù trước thời hạn vô điều kiện. Và cơ chế đại xá thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Cơ chế này là hình thức xóa tội cho những người đang bị điều tra, truy tố, đang bị tạm giam, tạm giữ, xem như họ không có tội. Bên cạnh đó còn có cơ chế tha tù trước thời hạn có điều kiện. Với cơ chế này thì người được tha tù nếu trong thời gian thử thách mà họ vi phạm pháp luật thì sẽ bị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, buộc họ quay trở lại để chấp hành án phạt tù. Như vậy thì bà con cô bác mình đã yên tâm hơn rất là nhiều rồi phải không ạ? Với sự phân tích của luật sư Quang. Kế tiếp thì em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đến với sự phân tích rất là đặc biệt của diễn đàn 216. Em xin được phép lấy đoạn video trích dẫn từ diễn đàn để cho bà con cô bác khắp nơi yêu mến cô Hằng được yên tâm hơn. Quý vị hỏi tôi là tại sao Đinh Lan chửi xúc phạm bà Hằng, ông Dũng mà không bị bắt? Như vậy thì liệu có công bằng với bà Hằng hay không? Và nếu như mà có xâm phạm đời tư này, xúc phạm danh dự nhân phẩm bà Hằng, ông Dũng hay là vu khống công ty Đại Nam như quý vị
comment bình luận trong chương trình của tôi đó, mà bà này bị khởi kiện thì tùy theo cái mức độ xúc phạm mà cơ quan chức năng người ta xử lý. Quý vị có hỏi tôi là tại sao không xử lý? Thế tôi xin hỏi lại quý vị là vì sao quý vị biết không xử lý? Tôi nghe cáo trạng hôm xử vụ bà Hằng đấy, thì cái bản cáo trạng này nó rõ ràng, mà báo chí cũng đã đăng rồi thưa quý vị, nó rõ ràng là đang xác minh điều tra một số YouTuber. Và trong các kênh YouTube đó đó, trong các kênh YouTube đó thì có kênh là mang tên Đinh Lan hay là Lan Đinh gì đó, tôi nhớ như vậy. Như vậy thì cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ, chứ đâu phải là không xử lý à. Không xử lý và chưa xử lý hoặc là chậm xử lý là hoàn toàn khác nhau. Nếu như mà bà Đinh Lan xâm phạm đề tư, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, vu khống các cái tổ chức cá nhân như mà quý vị comment đó, thì chắc chắn cơ quan điều tra sẽ xác minh, xác định cái hành vi, xác định mức độ vi phạm và sẽ có hình thức xử lý tương ứng theo như luật định, theo luật định. Nói thưa quý vị, tôi không rõ lắm về hành vi của bà Đinh Lan, cho nên là chỉ có thể trả lời với quý vị thế thôi. Và quý vị hãy chờ các câu trả lời của cơ quan điều tra, và chớ nên võ đoán rằng cơ quan chức năng không xử lý, rồi kết luận rằng cơ quan bảo vệ pháp luật không công bằng là cũng chưa có đúng. Thưa quý vị, đó là cái câu thứ hai mà quý vị hỏi tôi rất là nhiều lần, và hôm nay tôi xin trả lời như vậy để rồi sau này quý vị khỏi hỏi nữa. Cái thứ ba đó, thì có quý vị hỏi tôi rằng bà Hằng có nên livestream nữa hay không. Thế là một số quý vị khuyên bà Hằng đừng like nữa, hãy sống cho mình, cho gia đình và cho công ty Đại Nam của mình, chứ đừng để mang họa vào thân thêm lần nữa. Kính thưa quý vị, khi mà phân tích về drama Nguyễn Phương Hằng đó, thì tôi cũng đã từng nói bà ấy đã cho thấy rằng Việt Nam của chúng ta rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận, đúng không ạ? À? Có ai bảo rằng không phải là tự do ngôn luận không? Nếu ai bảo rằng nó không phải là tự do ngôn luận thì cũng nên tìm hiểu xem tự do ngôn luận nó là cái gì. Vì vậy chẳng có vấn đề gì khi mà bà ấy tiếp tục livestream. Chỉ có điều là gì ạ? Chỉ có điều là phải tránh những cái gì mà luật đã nghiêm cấm. Phải tránh. Luật nghiêm cấm ta phải tránh. Chứ còn đã nghiêm cấm rồi mà ta tiếp tục thôi, ta nói đến cái chuyện đó, ta như vậy thì thưa quý vị là ta vi phạm pháp luật. Cái chuyện này thì thưa quý vị, chuyện này thì không cần nói, thì bà Hằng cũng đã thuộc lòng rồi. Tôi nói ví dụ như là bà Hằng nói rất hay, bà ấy hoạt ngôn này, có nội lực này, nhiều cái câu nói của bà ấy mang tính triết lý sâu sắc. Vì vậy bà ấy hãy nói về những trải nghiệm cuộc sống, về chuyện tiền tài này, danh vọng này, chuyện đạo đời, đời đạo này, chuyện hạnh phúc hôn nhân gia đình này, chuyện bình đẳng giới này, chuyện tôn trọng vợ chồng này, chuyện vượt khó làm giàu này, chuyện nhân ái bao dung, chuyện sống thật sống ảo, v.v. Tôi công nhận bà ấy không nhiều tri thức học đường, nhưng bà ấy lại có quá nhiều, quá phong phú về tri thức trường đời. Vậy thì tại sao lại không livestream để giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho mọi người? Đây chính là điều xã hội cần, mọi người cần.
hãy đi trên cái con đường đầy cỏ và hoa, chứ đừng rẽ qua các con đường đầy rác rưởi tanh hôi. Bà ấy đã sống trong cung vàng điện ngọc, nhưng cái cuộc sống đâu chỉ có cung vàng điện ngọc, mà nó còn có cả một cái đời sống tinh thần nữa. Các bác đã nói rằng người hạnh phúc nhất là người đem hạnh phúc cho nhiều người nhất. Xin cảm ơn lời phân tích của diễn đàn 216. Bà con cô bác mình có ủng hộ hãy qua kênh YouTube diễn đàn 216 để nghe chú phân tích hay hơn về cuộc sống hàng ngày nhé. Kế tiếp thì xin mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đến với nỗi cảm xúc dâng trào khi hay tin cô Hằng trở về. Chúc mừng chị Hằng đã được ra tù. Và qua câu chuyện chị Hằng được ra tù này thì phải hỏi tất cả những người nghiên cứu về tội phạm học, là các bác phải nghiên cứu và trả lời dân ngay là tại sao một người tù hết án lại được cộng đồng mạng và được dân chúng mong chờ như thế. Câu chuyện này nhá, là phải để những nhà nghiên cứu về tội phạm học trả lời. Chứ còn người dân mình nhá, trả lời được, nhưng mà trả lời là lại bị dở hơi. Đấy, phải nói các bác ấy, là lại bị chúng nó cho là thế nọ thế kia. Thì phải hỏi luôn tất cả mọi người và tất cả những người nghiên cứu về tội mọc, tại sao người dân lại mong chờ một người được ra tù như thế? Đưa tin cái người đấy, chị Hằng ra tù nhá, mọi người đưa tin kinh khủng khiếp luôn. Em thấy kinh khủng khiếp luôn, tràn ngập mạng xã hội. Lý do tại sao? Lý do là cái gì? Chính quyền phải trả lời câu hỏi này. Tất cả những nhà nghiên cứu về tội phạm học phải trả lời câu hỏi này. Không phải đương nhiên người ta lại chào đón một người tù như vậy. Em nói với các bác biết nhé, từ năm 1975 đến bây giờ, không một ai ra tù được chào đón nhiều như bà Hằng này. Còn trước năm 1975 thì em không biết, tại vì em là người sinh năm 1975. Đúng không nào? Lý do tại sao? Lý do tại sao mà người dân, dân chúng, cộng đồng mạng lại chào đón chị Hằng như thế? Phải có lời giải thích chứ. Phải có lời giải thích thấu đáo để mọi người hiểu. Thường nhá, em nói biết nhá, đi tù về, mọi người hàng xóm xua đuổi, tất cả mọi người xua đuổi, không có công ăn việc làm xin việc nhá, mày đi tù về không nhận. Thế nhưng tại sao chị Hằng này người ta lại chờ đón đến mức thế? Phải có lý do. Mà những cái viện nghiên cứu thì phải nghiên cứu xong rồi trả lời cho dân chúng. Không thể nào mà để như này được. Tại vì làm sao? Một cái nó rất là bất thường. Một người đi tù về, mọi người dân tung hô, mọi người dân chờ đón, nó là điều bất thường thì phải nghiên cứu. Những cái viện nghiên cứu hàng ngày, hàng năm, hàng tháng nhận thuế của người dân để lấy cái đồng lương, thì bây giờ là cái lúc viện nghiên cứu đấy phải trả lời người dân là lý do tại sao mà hàng bao nhiêu người dân mong chờ cái ngày chị Hằng chị ra tù. Lý do tại sao? Phải có câu trả lời là tại sao người dân này mong chờ một người đi ra tù như vậy. Vậy các bác nhá, các bác nào đồng quan điểm với em thì để lại một cái bình luận. Em đang rất khó hiểu và không biết tại sao chị Hằng chị ra tù cái mà mọi người tung hô đến mức như thế, mong chờ đến mức như thế. Có đúng không các bác? Vậy các bác nhá, bác nào đồng quan điểm thì để lại bình luận. Nói đi tù thôi sợ vãi cả linh hồn, phải không mọi người? Chứ đừng có nói là ra tù mà dám ngẩng cao đầu, đúng không? Vậy nhưng mà cô Nguyễn Phương Hằng cô vừa thò đầu ra phát bao nhiêu máy ảnh chụp giống như kiểu ca tụng một ngôi sao đang bước từ trong nhà đi ra. Gọi là màn trình diễn đấy mọi người. Trời ơi sao cô có thể sướng thế cô? Cô cháu biết cô ngày xưa cô khổ như thế nào, nhưng mà cho thấy cô là vượt qua bao nhiêu chông gai, cô đã giàu rồi, cái gì cô cũng có. Bây giờ cô đi tù về nhưng mà bao nhiêu người vẫn mong chờ cô.
Lần này cô nhớ bán hàng live stream đi cô ạ. Cháu biết cô giàu đâu nhưng cô chỉ cần thở bán live stream thôi, có khi cả nước mua hàng của cô đi cô ạ. Một khi cô bán hàng giống như kiểu dành cho người nghèo ấy, thật sự còn hơn bao nhiêu KOC, KOL nổi tiếng bán hàng. Vậy cho nên là nếu cô thừa tiền thì cô nhớ gọi cháu làm đệ cho cô với nha. Cháu chào cô. Xin chào mọi người, mình làm clip này xin gửi lời cảm ơn tới Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án tỉnh Bình Dương và trại giam An Phước. Tất cả các cơ quan chức năng đã liên quan đến vụ mà của chị Nguyễn Phương Hằng đã xét duyệt và đã xem xét chỉ trong thời gian mà cả tù trong trong thời gian đi tù thì chị đã cải tạo tốt, đã các cơ quan chức năng liên quan đến vụ án của chị đã xem xét cho chị về trước thời hạn 3 tháng. Chúng tôi rất cảm ơn, chúng tôi là những người dân yêu chính nghĩa, yêu lẽ phải và rất yêu mến Nguyễn Phương Hằng. Tôi rất cảm ơn. Ngày chị Hằng được ra tù á thì tất cả anh em chính nghĩa và nhân dân, tất cả bà con nhân dân rất vui. Chúng tôi không muốn cây muốn lặng nhưng chúng tôi rất muốn là tròn niềm vui để cùng chia sẻ, để chúc mừng chị, để hân hoan đón mừng một người chính nghĩa trở về. Rất cảm ơn luôn, vừa vui mừng mà vừa cảm ơn các cơ quan chức năng. Nhưng đây cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng thì có thành phần là bà Đinh Thị Lan ấy, bà lên bà réo nói là Tòa án Nhân dân tối cao ông Phan Đức Phương, nhé, Phạm Đức Phương á, ông Tòa án Nhân dân tối cao là của thành phố Hồ Chí Minh á, Phạm Đức Phương ấy, là ông nói ông là xử sai, ông khoan ông kiểu gì giảm án cho chị Hằng là sai, vì giảm án hai lần là sai. Rồi ông Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng là sai, không có quyền hành gì. Rồi là ông là nói là Tòa án Nhân dân của tỉnh Bình Dương, rồi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương là đều sai hết. Tất cả là mời các ông đều sai. Thì chúng tôi là người dân, khi mà đón được chị Hằng về, chị Hằng ra tù trước thời hạn 3 tháng á, thì chúng tôi rất mừng, rất tri ân, rất cảm ơn các ông. Nhưng mà ở đây có cái bà Trần, cô Trần Đinh Lan hay cái chị Trần Đinh Thị Lan gì đó, là cô đang còn lên trên mạng réo là các ông đã xử sai rồi, các ông không làm đúng pháp luật rồi, các ông như thả chị Hằng ra trước thời hạn là các ông sai rất nhiều. Bây giờ bà nó viết đơn kiện lên tới Tòa án Nhân dân Tối cao của Trung ương á. Cho nên là với một nỗi niềm nhân dân của chúng tôi yêu chị Hằng, yêu lẽ phải á, thì chúng tôi á, muốn các ông bên Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Hồ Chí Minh trả lời, và Tòa án Nhân dân của tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát tỉnh Bình Dương trả lời các ông làm như vậy có sai không? Có sai không? Và sai ở chỗ nào? Mà thật sự là niềm vui vui của chúng tôi khi một nữ anh hùng mà như chị Nguyễn Phương Hằng đòi chính nghĩa cho đất nước, cho nhân dân á, mà đi tù trở về á, chúng tôi vui giọng vui lắm. Mà tại sao lại có một thành phần nữa, chị Đinh Thị Lan á, không biết là chị dựa dằm vào cái tiếng hơi của ai á, của ai mà bà ông chị nó khi nào nhắc cái tên là bí thư thường trực đảng ủy của nhà nước mình là tên là ông Lê gì đó, ông Lê em biết là ông, bà có rửa cái bóng hình đó không, mà khi nào bà cũng rất chi là láo. Cho nên là tôi muốn là ở đây tôi rất chi là cảm ơn các ông, nhưng tôi cũng muốn là các ông giải trình, các ông đã có phải là vì ông Huỳnh Uy Dũng đã làm việc với các ông để các ông có cái nể nang hay cái gì là theo như lời của bà Đinh Lan đó, là bà nó nói vậy rồi cho chị Hằng ra trước 3 tháng không? Chúng tôi rất chỉ cần sự trả lời của các ông. Tôi xin gửi cái clip này gửi tới Tòa án Nhân dân Tối cao thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án tỉnh Bình Dương và trại giam An Phước mà đang giam thời gian qua giam giam tù chị Hằng ấy. Vậy tôi xin rất chi là yêu cầu và mong muốn được trả lời của nếu như chị Hằng mà không được giảm án về vì một cái lý do gì đó mà anh Dũng làm việc với các ông mà được về á, thì các ông cũng trả lời, hoặc là nếu một lý do gì chị Hằng mà được
đủ tức đủ điều kiện để được giảm án 3 tháng thì các ông cũng hãy trả lời trên công chúng cho chúng tôi để cho chúng tôi thỏa mãn và cho cái bà cái đinh gì đó, Đinh Lan Đinh Lời gì đó là bà nó sáng cái mắt ra. Và nếu như chị Hằng mà có được làm sai hoặc là cái gì ấy thì chúng tôi cùng rất là thỏa mãn. Chúng tôi muốn có một sự là tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh và tòa viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, tòa án tỉnh Bình Dương có một câu trả lời trước công chúng, bởi vì vụ án của chị Hằng nhỏ như cái kèo à, nhưng mà niềm yêu thương và niềm ủng hộ của nhân dân rất chi là lớn. Chị Hằng quá tuyệt vời luôn.